Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, chúng ta lại gặp nhau vào mỗi buổi tối tại kênh Safari Investment và tôi là Quân Đông sẽ đồng hành cùng với anh chị trong video buổi tối ngày hôm nay. Thị trường chung của chúng ta đã kết thúc chuỗi tăng 4 phiên vừa qua và để lại khá nhiều sự phân vân cho nhà đầu tư của chúng ta đúng không ạ? Chúng ta đang đứng giữa hai con đường, đó chính là mua và bán. Hiện tại thì những anh chị nào chúng ta đang cầm hàng và chúng ta đang có vị thế giá vốn cao, chúng ta đang bị lỗ tương đối nhiều, thì anh chị cũng thật sự ra cũng không muốn bán ở quanh cái vùng giá này. Nhưng với những cái vận động đi ngang lấp lửng ở vùng 1080 trên này thì cũng rất khó để cho anh chị tự tin anh chị cầm hàng. Nên Đông tin chắc thì cũng nhiều anh chị của chúng ta đã chọn cách bán hạ một phần để cắt lỗ quanh cái vùng giá này. Và những anh chị nào mà chúng ta đã mua bắt đáy và mua được trong những cái phiên vừa qua với cái biên lợi nhuận thì Đông đánh giá trung bình là trên khoảng tầm 7%, thì anh chị cũng đã chốt lời giật. Có thể là anh chị không chốt hôm qua thì phiên ngày hôm nay khi nó co giật và nó điều chỉnh toàn bộ trong phiên ngày hôm nay như thế thì rõ ràng chúng ta vẫn sẽ có nhiều cái quan điểm rằng chúng ta nên chốt, bởi vì chúng ta lo ngại khả năng thị trường sẽ khó có những cái nhịp bật lên tiếp khi mà chúng ta đã có 4 nhịp vừa qua là thị trường chúng ta phục hồi không có thành công. Đứng giữa hai con đường đó thì thực sự ra Đông nghĩ rằng vô cùng khó khăn trong vấn đề về quyết định. Nên là ở video ngày hôm nay, Đông cũng sẽ chia sẻ và đánh giá một số những cái quan điểm cụ thể dựa trên những cái phân tích trước đây cũng như là update cho anh chị những cái tình hình hiện tại để anh chị có một cái góc nhìn tổng quan cho cái quá trình mình đưa ra quyết định trong thời điểm sắp tới ha. Và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì cả nhà của chúng ta chào nhau một cái bằng cách là ủng hộ cho Đông, bằng cách là nhấp vào cái nút like ở phía bên dưới cái video này ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và nếu như đây là lần đầu tiên mà quý anh chị biết tới Safari Investment thì chúng ta cũng có thể kết nối được với nhau tốt hơn trong thời điểm sắp tới bằng cách là anh chị nhấp vào cái nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía bên dưới cái video này ha, để khi mà Đông ra các thông báo video mới sẽ gửi tới cho anh chị một cách sớm nhất. Ngoài ra thì mình có một cái nhóm Zalo cộng đồng để hỗ trợ chia sẻ quan điểm đầu ngày cũng như cập nhật những cái biến động quan trọng ở trong phiên, cũng như đây là một cái cơ hội để cho Đông và anh chị gặp nhau để mà trao đổi về trong cái vấn đề tư vấn đầu tư trong ngày sắp tới, thì Đông rất mong là có thể gặp được anh chị ở trong nhóm. Chúng ta có thể là quét mã QR code hoặc là anh chị có thể nhấp vào những cái đường link ở dưới phần mô tả cũng như là dưới phần bình luận ha. Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video ngày hôm nay. Thị trường chung của chúng ta thì anh chị cũng thấy ngày hôm nay tâm lý chung của nhà đầu tư của chúng ta tương đối là nghiêng về phần tiêu cực là nhiều hơn, khi mà ngày hôm nay đa số chỉ số của chúng ta đều giao dịch ở quanh vùng giá đỏ. Và ngày hôm nay anh chị thấy là có 378 mã giảm, trong đó có 5 mã cổ phiếu giảm sàn. Ngược chiều đó chúng ta có 138 mã cổ phiếu tăng, 1 mã cổ phiếu tăng trần. Thì chúng ta đang thấy là cái mức giảm điểm ngày hôm nay nó chỉ có 0,86% thôi. Nhưng mà một cái số mã giảm như thế này là gần khoảng tầm 400 mã giảm. Đây là một cái con số khá là lớn, khiến cho chúng ta thấy được rằng là tâm lý chung của thị trường trong giai đoạn hiện tại vẫn còn rất là tiêu cực. Đó là cái điểm update về tâm lý đầu tiên mà Đông muốn chia sẻ cho cả nhà. Và khi mà anh chị nhìn vào VN30 ngày hôm nay thì đây là một trong những cái mức giảm điểm nhiều và đóng góp chính vào thị trường chung của chúng ta. Ngày hôm nay thì giao dịch ở VN30 khoảng tầm là 4.800 tỷ. Nếu mà chúng ta sắp xỉ thì nó cũng khoảng tầm là 4/10 tổng thanh khoản ngày hôm nay, tương đối lớn. Và anh chị thấy là trong VN30 ngày hôm nay thì giảm 26 mã cổ phiếu, trong đó có hai mã cổ phiếu xanh, đó chính là MWG và HPG. HPG thì ngày hôm nay khối ngoại mua ròng rất là mạnh anh chị. Đông sẽ mở cái này để anh chị thấy rõ ha. Nước ngoài ngày hôm nay mua ròng HPR rất là nhiều, và ngược chiều đó thì cũng tiếp tục bán mã cổ phiếu MWG 121 tỷ, nhưng ngày hôm nay thì cổ phiếu MWG vẫn duy trì được ở sắc xanh, cho thấy rằng là lực cầu bắt đáy của mã cổ phiếu này đã có sự tham gia tương đối là tích cực ha. Và một số những mã cổ phiếu mà chúng ta hay thường nói với nhau trong VN30 trong giai đoạn trước đó và nó giảm điểm nhiều á và nó nổi lên chỉ số là các mã cổ phiếu trong nhóm VinGroup nè, cái mã cổ phiếu Masan, thì ngày hôm nay bộ những chỉ số này tiếp tục quay trở lại điều chỉnh giảm điểm, khiến cho chỉ số chung ngày nay của chúng ta bị điều chỉnh khá là mạnh. Và để mà chúng ta có thể thấy được một cái mức độ ảnh hưởng của nó nhiều nhất á, thì Đông mời anh chị xem tiếp cái phần này. Đó chính là cái phần tác động tới VN Index. Thì tác động lớn nhất cho đà giảm ngày hôm nay là 1,67 điểm là có mã cổ phiếu Vietcombank tiếp tục và đóng góp vào 1,08 chỉ số giảm ngày hôm nay là mã cổ phiếu Vinhome nè, tiếp theo là Masan nè, và tiếp theo đó nữa là SSB nè, cộng sơ sơ nhưng mà cổ phiếu này thôi là nó cũng đã chiếm thị trường chung chúng ta giảm khoảng tầm là 3-4 điểm rồi. Nên là tương đối ngày hôm nay đó là một cái phiên mà chúng ta có thể nhìn nhận một cái góc độ khách quan nhất, đó chính là một cái phiên giảm điểm, trả điểm của các mã cổ phiếu trụ tăng điểm tốt trong phiên giao dịch ngày hôm qua.
Những cái mã cổ phiếu tăng tốt trong ATC ngày hôm qua thì không có sự trải điểm quá nhiều, nhưng mà nhiều mã cổ phiếu chưa có duy trì được cái động lực cầu quanh cái vùng giá hiện tại thì bắt đầu có yếu tố chốt lời trở lại. Thì anh chị hãy note cái điểm này lại để tí Đông cùng với anh chị sẽ đi trao đổi tiếp trong cái phần mà mình sẽ đi phân tích và bóc tách ra ba cái yếu tố dòng tiền mà chúng ta thường làm ở các video gần đây để mà chúng ta thấy cái sự vận động ha. Còn ngày hôm nay thì đầu tiên thì Đông cũng muốn cập nhật cho anh chị về cái chỉ số đô la ngày hôm nay, xem những cái diễn biến của nó như thế nào. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ thấy rằng là hôm qua á, anh chị có xem video của Đông á, thì Đông có nói với anh chị á, là khi mà chỉ số đô la nó hình thành trong một cái xu hướng tăng dài như thế này, nó đã hình thành từ tháng 7 và trước cái ngày nó rơi là khoảng 11, tức là nó đã hình thành trong khoảng tầm 3-4 tháng. Nên cái việc á, mà một cái cây nến giảm lớn thủng qua đường mà A50 cũng không phải là yếu tố chắc chắn hoàn toàn. Và đa số khi mình mà nghiên cứu phân tích kỹ thuật á, thì nó đều có những cái nhịp retest lại trên đường mà A50 cả. Thì ngày hôm nay nó đã bắt đầu có những nhịp retest về trên đường mà A50. Nên là để mà chúng ta kết luận ngay là xu hướng trung hạn của DSI á, là của chỉ số đô la mà nó gãy á, thì đâu đánh giá chúng ta vẫn còn khá là sớm. Tại vì nó đã hình thành lâu như thế thì khi mà nó muốn gãy nó cũng phải cần một cái quá trình. Chứ không phải là một cây nến là chúng ta kết luận ngay. Nên Đông vẫn đánh giá về cái vấn đề DSI hiện tại nó chỉ đang tác động vào yếu tố tâm lý chung của nhà đầu tư của chúng ta là đỡ căng thẳng hơn. Khi mà chúng ta lo ngại DSI nó tiếp tục nó tăng hoài thì lúc đó những cái yếu tố những cái công cụ của ngân hàng nhà nước của chúng ta bắt đầu sẽ gia tăng một cách mạnh mẽ hơn. Thay vì là họ hút tín phiếu thì họ có thể là họ sẽ bán đô. Khi mà họ bán đô không được thì công cụ cuối cùng để họ có thể cân đối tỷ giá đó chính là họ phải tăng lãi suất trở lại. Nên những cái tâm lý đó khi mà anh chị thấy là chỉ số đô la ở quanh những cái vùng 107 á, là thị trường chung chúng ta phản ánh cực kỳ tiêu cực. Đó là chúng ta đang lo sợ về một cái bức tranh ngắn hạn khi mà SPV có những cái động thái bắt buộc phải can thiệp vào tỷ giá. Nhưng mà khi cái phiên ngày 3 tháng 11 bắt đầu nó giảm xuống thì Đông đánh giá là cái yếu tố tâm lý đó nó bắt đầu được giải tỏa rồi. Nhưng để nói mà chỉ số đô la nó bắt đầu vào một cái xu hướng điều chỉnh thì mình kết luận như thế thì nó còn khá là sớm anh chị ha. Nói về DSI để chúng ta có sự liên thông tới cái tỷ giá của chúng ta thì Đông sẽ mở cái biểu đồ tỷ giá cho anh chị xem. Mình cũng đã vẽ qua để anh chị chúng ta không mất quá nhiều thời gian. Được vừa qua thì khi mà Fed họp trong cái lần này thì họ cũng không có tăng lãi suất, họ vẫn giữ một cái mức lãi suất như cũ. Nhưng mà quan trọng nhất đó chính là trong cái cuộc họp của Fed thì họ không có đề cập giống như cái cuộc họp trước đó. Đó chính là cái việc là họ chắc chắn sẽ tăng lãi suất cả 0.25 điểm phần trăm nữa trong các kỳ sắp tới. Nhưng mà kỳ này thì họ không có nói tới. Với lại một số những cái chỉ số kinh tế hiện tại cho thấy rằng trong quý tư sắp tới của Mỹ thì khả năng kinh tế sẽ không còn mạnh giống như trong quý 3 nữa. Nên là cái kỳ vọng của nhà đầu tư về đồng đô la nó cũng giảm xuống khiến cho DSI nó giảm nè. Thì lúc đó thì tỷ giá chung của chúng ta nó cũng bắt đầu điều chỉnh trở lại. Ngày hôm nay thì có lúc tỷ giá của chúng ta về cái vùng khá là thấp. Sau đó hiện tại thì cũng đã có những cái nhịp rút chân lên. Ngày hôm qua thì Đông cũng có nói về cái việc của tỷ giá Việt Nam của chúng ta á. Thì á, hiện tại là chúng ta có một cái vùng biên, tức là cái vùng 24.430 tới lại cái vùng 24.250. Thì Đông dự đoán là khả năng chúng ta có tỷ giá tăng trong một thời gian vừa qua thì cũng giống như câu chuyện của DSI, nó không thể nào mà nó gãy ngay được. Và nếu như thực sự mà nó gãy thì một là nó sẽ phân phối theo một cái dạng là gì, theo một cái dạng là tạo đỉnh ở đây, sau đó là cái này là cái gì, cái này là cái vai phải nè, sau đó cái này là một cái vai trái, đây là cái đầu, anh chị hình dung được mà, đây là vai trái, đây là đầu, đây là vai phải, thì đây là vai đầu vai trong một cái xu hướng tăng, nó sẽ là một cái mẫu hình đảo chiều để chuyển từ xu hướng tăng lên thành xu hướng giảm xuống. Nhưng mà nó cũng phải cần thời gian. Nên Đông mới vẽ như thế này nè, thì khả năng là mình đang kỳ vọng tỷ giá của chúng ta nó sẽ đi trong cái dạng này, và để mà hình thành được một cái vai phải đủ chắc chắn trong một cái quá trình mà nó giảm hẳn dưới về cái vùng 24.000 á, thì Đông nghĩ là nó phải cần ít nhất là trong một tháng. Thì mình cũng đo cho tới cái thời gian mà khi Fed quyết định cái mức lãi suất trong tháng 12. Thì có thể rằng trong cái tháng 12 này Fed sẽ chưa chắc chắn là sẽ giảm lãi suất. Tại vì khả năng là cái việc mà giảm lãi suất cái lộ trình của họ nó phải sang tới tháng 6 năm 2024 lận. Nhưng mà quan trọng nhất là nếu như trong cuộc tháng 12 này mà họ đưa ra được cái lộ trình giảm lãi suất trong năm sau thì nó sẽ là một cái tín hiệu rất là tốt để kích hoạt tâm lý chung của nhà đầu tư là tin rằng là khả năng là đồng bạc xanh đó chính là đô la nó sẽ suy yếu thì chắc chắn là tỷ giá chúng ta cũng sẽ bắt đầu được hạn chế cái câu chuyện đầu cơ đi. Trong thời gian vừa qua thì cái việc mà tỷ giá chúng ta tăng quá mạnh
Một trong những yếu tố đóng góp khá là lớn đó chính là cái câu chuyện về mặt đầu cơ. Thì khi mà bắt đầu họ không còn thấy kỳ vọng nữa, họ không còn thấy có sự hấp dẫn nữa, thì rõ ràng là dòng tiền nó sẽ rút ra. Thì nó rút ra thì tất yếu là yếu tố đầu cơ nó không còn, thì lúc đó thì cái bong bóng nó sẽ vỡ đi, thì lúc đó nó sẽ trở về đúng cái giá trị thật. Nên ông vẫn đánh giá theo cái kịch bản đó là một kịch bản rất đẹp cho thị trường của chúng ta, nên là khả năng là nó sẽ đi xoay quanh cái vùng giá này. Nên bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thấy tỷ giá của chúng ta nó sẽ đi quanh cái vùng giá này thôi, chứ không có những cái nhịp bật lên nó mạnh, cũng như mình sẽ không kỳ vọng tỷ giá nó sẽ xuống ngay trong vấn đề hiện tại. Nói như vậy, cụ thể như vậy để cho anh chị của chúng ta nắm được cái kịch bản, để mà chúng ta không có bị cái vấn đề là tỷ giá ngày hôm nay nó tăng rồi hay là tỷ giá ngày mai nó giảm rồi. Tại vì đồng vẽ này anh chị thấy nè, sẽ có ngày nó giật lên, có ngày nó giật xuống, nhưng mà chỉ cần trong cái biên này là tương đối nó đã ổn định rồi. Và kịch bản của chúng ta như thế này là nó sẽ đẹp. Còn một cái trường hợp nó sẽ xấu hơn một tí, nó xấu hơn một tí, đó chính là anh chị nhìn đây nè, anh chị nhìn cái chạc này đúng không ạ? Thì anh chị có thấy nó quen quen, nó giống cái chạc nào không ạ? Nó rất là giống với cái chạc của thị trường chung của chúng ta. Cái này hôm qua mình ngồi mình xem mình thấy sao tự nhiên nó giống nhiều như thế. Đây, chị thấy không ạ? Đang tăng lên nè, cũng đang có cái dấu hiệu gì, cũng có hai đỉnh nè đúng không ạ? Sau đó bắt đầu nó gãy xuống đây nè, thì cái nhịp này thị trường chúng ta nó hồi lên đây luôn, thì cũng có khả năng là nó sẽ hồi lên đây. Nhưng mà theo những cái xu hướng của để đi hiện tại thì đang đánh giá cái kịch bản nó sẽ khó xảy ra. Nói chung là nó thấp nhưng mà cũng sẽ có xảy ra. Nên là trường hợp khi mà tỷ giá ta tiếp tục căng lên lại đây, thì rõ ràng là những cái yếu tố về mặt tâm lý chung của thị trường của chúng ta nó sẽ chưa được giải tỏa, là bởi vì thị trường chung của chúng ta trong đợt này tiếp tục phục hồi và giữ được cái trend phục hồi đó, nó đến từ câu chuyện là gì, tỷ giá nó đỡ căng thẳng. Nên là dòng tiền ngoại chưa không có xu hướng rút ròng mạnh mẽ trong ngày trước đó nữa, cũng như là tâm lý chung của nhà đầu tư đỡ lo ngại về câu chuyện là chính sách nó sẽ đảo chiều. Nên là một cái yếu tố mà chúng ta cần quan sát khi mà tỷ giá nó lên lại cái vùng cao trong giống như trong cái giai đoạn trước đây, thì nó cũng là một trong những cái rủi ro. Nhưng mà Đông đánh giá để cho anh chị có một góc độ khách quan thôi, nhưng mà cái này thì kịch bản nó sẽ tương đối thấp và mình sẽ kỳ vọng thị trường sẽ đi theo trong cái kịch bản này. Đó là về cái câu chuyện tỷ giá cả nhà ha. Và từ cái câu chuyện tỷ giá chúng ta sẽ bắt đầu liên thông sang cái câu chuyện của thị trường chung của chúng ta, để mà cho anh chị có một cái góc nhìn nó liên kết với nhau. Hôm qua chúng ta đã bàn luận và nói với nhau về việc là thị trường chung của chúng ta nó đã có những yếu tố tạo đáy hay chưa. Thì chúng ta đã có ba cái yếu tố thường xuyên trao đổi với nhau, thì hiện tại thị trường chúng ta đang đi đi tới một cái bước số 3, đó chính là tích lũy trên một cái vùng cung, tích lũy trên một cái vùng cung. Thì cái vùng cung đó nó được tạo ra bởi cái phiên mở gap ngày 26 tháng 10, 25 triệu cổ phiếu Vinhome được bán từ lúc IPO, khiến cho cái phiên ngày đó mở gap và giảm điểm khá là mạnh. Thì đây là cái vùng cung mà thị trường chúng ta đã có hai ngày thử thách, là ngày 6 tháng 11 tức là ngày hôm qua, và ngày hôm nay là ngày 7 tháng 11. Ngày hôm nay mặc dù có sự thử thách nhưng mà không đóng trong cái vùng gap này, nhưng mà cố gắng là vẫn giữ được trên vùng 1080, cho thấy rằng là vùng giá này đang có, để nói mà lực cầu vùng này thì đang đánh giá không thực sự quá tốt. Tại bởi vì á là rất nhiều nhà đầu tư của chúng ta trong giai đoạn hiện tại, đặc biệt là những anh chị chúng ta đang cầm tiền á, thì chúng ta sẽ chờ một cái nhịp hai đáy là nhiều. Đa số là đồng thấy tâm lý chung là như thế, cũng như là trong giai đoạn hiện tại bây giờ, nếu như mình lướt sơ qua một số những cái diễn đàn, mình lướt sơ qua một số những cái kênh làm YouTube khác mà cũng giống như đông như vậy, thì đa số họ sẽ chia sẻ về câu chuyện là chờ một cái nhịp hai đáy, chờ một cái nhịp retest nó hấp dẫn rồi mình tham gia vào nó sẽ an toàn hơn. Nên là đa số là ngày hôm nay thì đâu cũng thấy nhiều anh chị chúng ta đứng ở vị thế là chúng ta quan sát thị trường nhiều hơn là anh chị giải ngân mua vào. Nên đông đánh giá trong giai đoạn hiện tại bây giờ cầu yếu nó là một cái vấn đề mà chúng ta có thể nhìn nhận được, nhưng một cái mà chúng ta cần phải xem nó chính là cung ở giai đoạn hiện tại. Cung ở giai đoạn hiện tại, trước đó chúng ta lo ngại điều gì khi mà thị trường chúng ta nó hồi phục lên đây? Chúng ta sẽ có hai cái nguồn cung. Cái nguồn cung đầu tiên, và Đông nghĩ đây là một trong những cái nguồn cung nhiều nhất ở giai đoạn hiện tại, đó chính là những cái nguồn cung mà đang bị kẹp lỗ ở giai đoạn hiện tại, tức là những anh chị chúng ta mua ở quanh những cái vùng giá cao, và sau cái phiên ngày 26 tháng 10 gần như là Đông thấy là anh chị buông lơi tài khoản luôn. Tại vì anh chị rất là bất ngờ. Và với cái sự kiện của Vinhome thì thật sự ra là ngoài cái tính toán của rất là nhiều người, không những là anh chị đâu, mà những người có giới chuyên môn hơn, những người người ta có nhiều thông tin hơn chúng ta, thì họ cũng bị bất ngờ với câu chuyện này. Nên là tâm lý chung thì Đông thấy là anh chị bỏ rơi tài khoản luôn, tại vì quá chán nản sau một cái giai đoạn giảm điểm. Nên là khi bắt đầu cổ phiếu nó hồi về đây nè, thì Đông đánh giá cũng nhiều anh chị chúng ta kẹp hàng, chúng ta đã bắt đầu xử lý trước cái phần margin, hoặc thậm chí là chúng ta sẽ hạ tỷ trọng để mà xem coi diễn biến sắp tới của thị trường như thế nào. Bởi vì á, chúng ta vẫn còn những cái nhận định rất là chắc chắn đến từ một số những cái chuyên gia trên thị trường, và hiện tại thì đa số là nhà đầu tư của chúng ta bị ảnh hưởng bởi tâm lý rất là nhiều.
À, và rất là nhiều chuyên gia nhận định bây giờ là phải về tới cái vùng 1.000, nên là đa số là chúng ta vẫn sẽ chờ xem như thế nào. Đấy, cho nên là đông đánh giá hiện tại thì cung thì vẫn đang trực chờ để mà để mà bán quanh cái vùng giá này, còn cầu thì bây giờ lại không dám mua, cho nên khiến cho các phiên khi mà bắt đầu chở vùng giá này nè thì thanh khoản bắt đầu nó thấp dần đi, nó thấp dần đi. À, và những anh chị nhà đầu cơ trong giai đoạn vừa qua có bắt được phiên ngày 1 hay là ngày 2 tháng 11 á, thì cũng đã có những cái điểm chốt lời dần rồi. Và đồng tin là ngày hôm nay cũng là một trong những phiên mà nhiều anh chị nhà đầu cơ chúng ta chấp nhận chúng ta bán đi để mà chúng ta bỏ cái thành quả vào trong túi. À, sau một cái giai đoạn rất là ngắn khoảng tầm 3-4 ngày thôi mà là chúng ta kiếm được biên lợi nhuận khoảng tầm 5 cho tới 7%. Thậm chí anh chị nào mà mua nhưng mà cổ phiếu tốt, anh chị mua đúng thời điểm anh chị có thể lời lên khoảng tầm 12-13% luôn. À, thì cho nên là chúng ta quản trị rủi ro, chúng ta bỏ túi vào cái khoản đầu tư đó. Nên đâu mình đánh giá là phiên ngày hôm nay mặc dù nhìn chung thì mình không thấy tiêu cực, nhưng mà một cái mà mình đang có sự lo lắng nhiều nhất đó chính là cái việc là nhiều anh chị bây giờ đang chờ câu chuyện về hai đáy. Nên là lực cầu quanh vùng giá này thì chưa có sự nổi trội rất là nhiều. À, và để mà thị trường tăng thì chắc chắn là phải cần những cái lực cầu đó. Thì chúng ta sẽ có hai kịch bản trong giai đoạn hiện tại. À, cái kịch bản đầu tiên á, mà Đông có chia sẻ cho cả nhà trong các video vừa qua, đó chính là mình kỳ vọng thị trường chúng ta sẽ tái tích lũy thành công trên cái vùng giá này trước khi có những cái vận động tăng lên cái vùng 1140. À, đây là cái kịch bản mà ngày hôm qua Đông cũng nâng xác suất cho anh chị lên 95%. Cái nguyên nhân mà vì sao mình nâng từ 90 lên 95% đó đến từ là cái phiên ngày 2 tháng ngày 6 tháng 11. Tức là khi mà tổ chức chấp nhận cho T cộng hàng về chốt lãi được quanh cái vùng giá cao thì đang nuôi được cái tâm lý nhà đầu cơ rất là tốt. Thì trong những cái nhịp khi mà họ kích lên nữa thì chắc chắn dòng tiền họ sẽ bu vào, sẽ mua quanh cái vùng 1.100. Họ sẽ tự tin họ mua. Chứ còn cái nhịp ngày 6 tháng 1 ngày qua mà họ đánh gãy về và họ không cho T cộng chốt vùng giá cao thì chắc chắn thị trường chúng ta sẽ rất là khó trong những cái nhịp kích lên. Tại vì tâm lý bây giờ là đã xấu rồi, mà cái nhịp này là cái nhịp gần như là rất nhiều nhà đầu cơ là người ta kỳ vọng là sẽ chốt lãi được. À, cho nên là nếu như ngày hôm qua mà đánh gãy xuống thì rõ ràng là cái kịch bản này chúng ta sẽ bị thất bại hoàn toàn. Nhưng ngày hôm qua thì nó đã cho chốt lời, ngày hôm nay thì cũng cho chốt lời, cũng không có phải về cái vùng giá quá thấp. Đông vẫn giữ nguyên cái quan điểm của mình là hiện tại hàng đầu cơ, hàng T cộng đã có điểm chốt lời cao, chắc chắn sẽ nuôi được tâm lý đó khi mà thị trường chúng ta vượt 1.100. À, còn kết hợp thêm những cái yếu tố đến từ tỷ giá, đến từ những cái thông tin liên quan thì Đông đánh giá khả năng thì chúng ta sẽ đi sideways trong cái vùng giá này trước khi có những kịch bản tăng mạnh lên đây. Còn cái kịch bản ngày hôm qua mà Đông chia sẻ để một cái kịch bản phòng ngừa rủi ro cho anh chị, đó chính là kịch bản khi mà chỉ số chúng ta về cái vùng 1060 và tạo ra nhiều những cái điểm mua quanh cái vùng đó. Anh chị lưu ý cho Đông là tạo ra nhiều điểm mua, chứ không phải là nhất thiết là tới cái vùng 1060 là nó lại xấu ngay. Anh chị sẽ hiểu quan điểm của Đông như thế này, tại vì cái này nó chỉ có cách nhau khoảng tầm có vài ly thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta không hiểu kỹ là chúng ta sẽ hiểu sai với nhau và chúng ta sẽ không có đúng cái góc nhìn của nhau thì nó sẽ rất là khó. Có nghĩa là Đông nói như thế này, ví dụ như khi mà đứng ở một vị thế của tàu lọc, anh chị đã mua được hàng ở quanh cái vùng giá tốt, và trong cái giai đoạn này anh chị thấy là cái gì, tăng điểm trong sự nghi ngờ, và cái phiên tăng ngày 2 tháng 11 đúng nghĩa là một phiên tăng bỏ lại luôn, rất nhiều các mã cổ phiếu trong ngày hôm đó tăng trần, nên đa số cái giá vốn, sorry anh chị, cái thị giá chung khi mà anh chị nhìn vào là cổ phiếu nó đã tăng được một hai phiên rồi, nên là cái việc mà để cho nhà đầu tư mà người ta tham gia vào thì người ta sẽ đánh giá là ở cái vùng giá này mua vào không biết có bị FOMO hay không, không biết mua vào vùng giá này có bị quá rủi ro hay không, nên đây là một cái nhịp tăng bỏ lại tạo ra sự nghi ngờ khá là nhiều. Nên là khi đứng ở một góc độ của tổ chức là đã tạo ra được cảm giác nghi ngờ rồi và hiện tại nhà đầu tư không dám mua thì họ sẽ muốn ép cho nhà đầu tư mua lên các vùng giá cao, chứ không phải là kịch bản tạo ra những cái điểm mua rẻ và mời gọi nhà đầu tư tham gia vào mua. Nên là cái quan điểm của Đông là nếu như trường hợp có một hai phiên nó test về quanh cái vùng giá 1060 cho tới vùng 1066, tức là cái vùng giá này anh chị. Để Đông vẽ cho nó chi tiết một chút ha, để cả nhà có thể thấy ha. Đây. Đông đánh giá cái vùng này nè. Nếu trường hợp nó có một hai phiên nó giảm về đây, sau đó nó rút chân lên, thì đây là một cái tín hiệu rũ bỏ cuối cùng trước khi một cái nhịp tăng, thì Đông đánh giá đây là một cái nhịp gì? Đây là một cái nhịp quát out, thì chúng ta sẽ thấy nó hợp lý. Anh chị cho Đông tí ha, Đông ghi ra để anh chị nào chúng ta có nhu cầu chúng ta có chụp thì anh chị có thể là chụp ha. Rồi đây, nếu mà nó về đây mà nó quát out trong một hai phiên và nó kéo lên luôn thì chúng ta sẽ đánh giá nhịp này là một nhịp ổn. Còn trường hợp này là trường hợp xấu nè anh chị,
Tức là nó về đây, nó không đánh watch out mà nó đánh zigzag như thế này, nó về đây đúng không ạ? Sau bắt đầu là nó cứ tạo điểm mua như thế này. Nó cứ tạo điểm mua và nó xây cái nền nó tương tự giống như là cái nền này nè anh chị. Đó. Đó, nó xây cái nền giống như cái nền này. Để Đông dùng một cái màu khác ha. Để mà cho anh chị đỡ rối đây đây. Trường hợp nó xây cái nền giống như cái nền này, hoặc là nó tiếp tục nó xây cái nền giống như cái nền này và nó đi ngang như thế này nè. Đó, thì anh chị lưu ý ha là cái này là một cái bẫy. Đông đánh giá này là một cái bẫy. Tại vì đã đang tạo được tâm lý nghi ngờ rồi thì phải đánh lên luôn, hoặc là có quay trở về để test lại những cái lượng cung cuối cùng thì phải làm cho thật nhanh. Để mà rũ bỏ xong là lại tiếp tục kéo. Thì cái đó nó mới không tạo ra điểm mua cho nhà đầu tư, phải khiến cho nhà đầu tư bắt đầu phải chờ xác nhận và mua lên cái vùng giá cao. Thì lúc đó nhà đầu tư bắt buộc mua vùng giá cao thì thị trường chúng ta nó sẽ sắp lớp theo một cách có tổ chức hơn. Đó chính là tổ chức mua vùng giá thấp và nhà đầu tư bắt đầu mua lên cao, mua lên cao, mua lên cao, mua lên cao dần. Thì nó sẽ hợp lý. Còn trường hợp bây giờ họ quay trở về đây để mà họ tạo ra cái điểm mua thì cái vùng này nó chính thức sẽ là một cái vùng tái phân phối anh chị ha. Đây là cái vùng tái phân phối. Nên là Đông rất là mong anh chị có thể là lưu ý giúp cho Đông cái kịch bản này. Tại vì thật ra thị trường chung của chúng ta trong giai đoạn này nó vô cùng nhạy cảm. Nên cái việc mà chúng ta đánh giá nó thì chúng ta cũng nên chia sẻ ra những kịch bản cụ thể như thế này để cho anh chị có những cái chiến lược ha. Đây là watch out nè anh chị. Watch out là khi không có cái này. Đó, watch out là một phát nhịp xuống sau đó bật lên luôn. Còn trường hợp không phải là watch out là cái gì? Là nó giảm về đây, bắt đầu nó tạo những cái điểm mua rất là tốt cho cả nhà của chúng ta. Thì đây Đông đánh giá đây là một cái vùng tái phân phối. Để Đông sửa lại cái chữ này ha. Anh chị thấy nội dung video ngày hôm nay thế nào ạ? Nếu như mà anh chị thấy hay cũng như là hữu ích thì có thể là ủng hộ cho Đông bằng cách nhấn vào cái nút like ở phía bên dưới cái video ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nên đây là cái kịch bản mà Đông muốn dành thời gian để mà chia sẻ để cho anh chị nắm. Nên là quan điểm của mình là cả một cái nhịp tăng này đó, nó là một cái nhịp tăng theo một cái tính chất là cái gì? Là tăng điểm trong nghi ngờ. Mà nếu mà đã tăng trong nghi ngờ thì không nên tạo ra điểm mua quá nhiều cho nhà đầu tư, và phải kích thích cho cái dòng vốn nó mua lên cái vùng giá cao thì thị trường chúng ta nó mới tăng điểm được. Đó, đây là cái quan điểm của Đông là nhịp tăng trong nghi ngờ. Nên là nếu như có một cái kịch bản thứ hai khác với lại kịch bản mà Đông kỳ vọng là nó sẽ tích lũy quanh cái vùng giá này, đang xem một số những cái phiên đỏ như Đông có nhắn ở trong nhóm này nè anh chị. Đó, chiều Đông có nhắn trong nhóm nè. Đó, trở lại phiên giao dịch nè, phiên chiều hôm nay thì cũng không quá áp lực từ phía hàng về vì đã giải quyết dần trong phiên ngày hôm qua, nên áp lực cung đến từ lượng nhà đầu tư kẹp quanh cái vùng gap 1080 là 1100. Vùng này khó lòng nào vượt qua với con nó hiện tại khi mà tổ chức vẫn muốn tạo ra tâm lý nghi ngờ, nên là kịch bản phù hợp là xanh đỏ sẽ đang xen nhau. Vùng này là xanh đỏ, Đông đánh giá là vùng này sẽ một phiên xanh một phiên đỏ, hoặc là hai phiên xanh một và một phiên đỏ để mà tái tích lũy quanh cái vùng này để mà tiếp tục mà nó tăng lên. Tại vì trường hợp nếu mà giữ trên cái vùng giá này nè là tâm lý nhà chúng ta sẽ không dám mua. Nhưng mà khi có một nhịp chỉnh và tạo được một cái thế như thế này á thì nó sẽ thành một mẫu hình hai đáy, giống như nhiều sự kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư, thì chắc chắn cái vùng giá này sẽ có nhiều người tự tin vào mua. Thì chúng ta từ đó giờ chúng ta đầu tư thì chúng ta nghĩ đơn giản thôi, là nếu như mà chúng ta mua nhiều, chúng ta đứng ở số đông thì cái phần số ít sẽ là ai? Đó, thì chúng ta sẽ đều có những cái câu trả lời như thế, mang tính chất là nó sẽ theo một góc độ là chúng ta phân tích tâm lý nhiều hơn là chúng ta phân tích về mặt điểm số anh chị ha. Nên là Đông vẫn giữ cái quan điểm của Đông là nếu như kịch bản đẹp là nó nên tích lũy trên vùng này luôn để mà tiếp tục nó kéo, hoặc trường hợp nếu như vùng này không tạo được, không là một cái vùng gọi là một cái vùng thay máu. Vùng này không trở thành vùng thay máu được thì bắt buộc phải về cái vùng này, hoặc là khi họ thay máu xong rồi họ cần một cái nhịp chắc ăn cuối cùng trước khi mà họ kéo lên, là chắc chắn là không có một cái lượng cung nào mà trong cái quá trình tăng giá nữa, thì họ đánh đủ một nhịp cuối cùng sau đó họ kéo lên thì Đông đánh giá cái kịch bản này nó hoàn toàn hợp lý ha. Còn trường hợp nó về đây mà tái phân phối là tương đối là khá là rủi ro, nên là cả nhà lưu ý cho Đông ha, nó chỉ là xác suất theo về mặt thời gian thôi. Cái này là mình cũng kết hợp trong cái phương pháp quay cốt, nó chính là cái yếu tố về mặt thời gian. Thời gian Đông nghĩ là vô cùng quan trọng trong một cái bối cảnh hiện tại, tại vì nhanh thì nó phải thật nhanh, còn chậm là nó phải thật chậm, và nhanh với chậm chúng ta phải kết hợp linh hoạt như thế này thì nó mới ra được cái góc độ phân tích ha. Nên là những anh chị chúng ta xem tới cái đoạn này có lẽ là chúng ta sẽ hơi bị rối một tí nên nhưng mà Đông tin rằng anh chị có thể là xem lại khoảng tầm là 5 phút. Chúng ta có thể là bấm khoảng 5 phút trước anh chị nghe lại cái đoạn này, thì Đông tin đây là một trong những cái tương đối là đắt giá để mà chúng ta có thể nhận định thị trường trong giai đoạn sắp tới ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.
Đây là cái quan điểm của Đông. Và Đông sẽ cập nhật qua tiếp tục cái quan điểm mà đã chia sẻ cho cả nhà về ba cái luận điểm tiên quyết cho nhịp vận phục này. Chúng ta sẽ cùng đánh giá ba cái nhóm này xem vận động của nó như thế nào, cũng như là khối ngoại tự doanh ngày hôm nay họ hành động ra sao anh chị ha. Đối với lại cái mà cổ phiếu dẫn dắt, có một cổ phiếu trên MA 200 là cái mà cổ phiếu tiên quyết đóng vai trò là dự báo xu hướng, thì chúng ta sẽ cùng xem. Hiện tại thì mã cổ phiếu khỏe nhất trong nhóm ngành bất động sản là nhóm ngành có yếu tố dẫn dắt trong thời gian vừa qua, đó là mã cổ phiếu DG nè, có Đức Xanh nè, có CEO nè. Đây là ba mã cổ phiếu khỏe nhất, và mã cổ phiếu trong đợt này cũng tương đối tốt, chính là mã cổ phiếu Novaland nè. Đó là đây là cái mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ dành thời gian để mà chúng ta đi quan sát. Vậy Đông sẽ đi phân tích mã cổ phiếu DG ngắn gọn để cho anh chị thấy. DG đã có một cái phiên tăng 2 tháng 11 chung với lại thị trường. Sau đó DG đã có 3 phiên đi sideways quanh cái vùng giá biên độ từ 22.2 cho tới khoảng tầm là 22.8, tức là đi ngang cái vùng giá này để test cung cầu. Trong 2 phiên vừa qua thì Đông đánh giá lượng lượng giao dịch không quá nhiều, thì Đông đánh giá đây là một cái lượng chốt lời đến từ những nhà đầu cơ mà là người ta mua được cái vùng giá tốt, hoặc là trong những cái phiên họ đu bám cái giá trần ngày 2 tháng 11 thì họ cũng đã bắt đầu chốt lãi thực hiện dần khi mà cái vị thế của họ không tốt. Nên Đông đánh giá nếu như thật sự phiên ngày hôm nay mà là nó nổ von anh chị, nó mà nổ von đó thì phiên ngày mai là cực kỳ xấu. Tại vì khi mà nổ von mà không vượt qua được thì rõ ràng là phải có một lượng bán lớn ở đây. Phải có một lượng bán lớn ở đây. Mà khi mà nhà đầu tư thấy nổ von mà tham gia vào mua mà không vượt qua được thì rõ ràng tổ chức người ta sẽ đứng ở một vai trò là họ phân phối. Nên là theo cái định luật đơn giản đó, theo một cái góc độ đơn giản đó, thì Đông đánh giá là ngày hôm nay đây là một cái phiên test cung lại với lại một cái khối lượng thấp thôi. Và xu hướng hiện tại chị thấy là vẫn đang giữ và duy trì một cái xu hướng tăng, không có gì để chúng ta phải lo lắng cả. Sau khi anh chị xem DG được ra những con như là Đức Xanh, nó cũng tương tự giống như vậy thôi. Ở đây bắt đầu tái tích lũy là quanh cái vùng giá này, thanh khoản 2.000 này cũng thấp. CEO đây thấy là thanh khoản quanh 2.000 này cũng thấp, không vấn đề gì cả. Novaland là một trong những mã cổ phiếu mà Đông đánh giá về cái yếu tố tâm lý cũng như là cái lượng kẹp hàng là rất là lớn ở trên thị trường. Nhưng mà từ khi mà họ mở cái gap ra thì không có xu hướng là lấp lại gap. Kể cả phiên ngày hôm nay thì biên độ giao dịch cũng rất là ít, kèm theo một cái khối lượng thấp. Anh chị ha. Và với những cái thông tin đó chính là bị bán giải chấp 40 triệu cổ phiếu. Tức yếu là cũng sẽ nhiều anh chị cũng ta lo lắng và cũng sẽ có những cái lượng bán hàng ra. Nhưng mà cổ phiếu này thì nó vẫn giữ một cái xu hướng rất là tốt và nó không quay trở về lắp cái gap này, cho thấy rằng đây là một cái gap có chủ đích mà tổ chức muốn mở ra. Tại vì nếu như thật sự cái gap này đến từ sự FOMO của nhà đầu tư cá nhân á, thì chắc chắn trong cái phiên T cộng ngày hôm qua cũng như phiên ngày hôm nay thì nó sẽ có những cái lượng bán và nó sẽ lắp lại. Còn khi mà tổ chức người ta đã có chủ đích là họ đã muốn mở ra cái gap này rồi, thì khả năng họ sẽ không muốn cho cổ phiếu cũng như là giá cổ phiếu nó quay trở về cái vùng giá này để tạo ra những cái điểm mua giá rẻ nữa, và họ đang muốn neo lên cái vùng giá cao. Nên là thông qua 4 mã cổ phiếu với động sản trong đánh giá, cái nhóm ngành này vẫn đang có yếu tố dẫn dắt rất là tốt. Và với những cái áp lực bán ngày hôm nay, đó là cái hiện tượng chốt lại ngắn hạn, không có vấn đề gì chúng ta phải lăn tăn cả anh chị ha. Tiếp theo là SDI. Trong nhóm chứng khoán thì hiện tại Đông đánh giá VCI có một cái mức độ phục hồi mạnh nhất, bởi vì đây là mã cổ phiếu giảm nhiều nhất. Nên là để nói về sức mạnh tăng điểm trong thời gian qua cũng như là momentum tăng giá thì chắc chắn VCI sẽ là top đầu trong cái nhóm ngành chứng khoán. VCI đã có cái phiên tăng ngày 1 tháng 11 tăng trần nè, phiên 2 tháng 11 cũng tăng trần, là đã tăng khoảng tầm là 14% rồi. Thì chắc chắn những anh chị nào mà chúng ta đu mua trần trong hai phiên này thì ngày hôm nay về chúng ta vẫn có lãi. Kể cả phiên giảm ngày nay chúng ta bán thấp nhất ngày chúng ta vẫn có lãi. Và hai phiên này hôm nay thì thanh khoản thấp, kèm theo là cái nhịp ngày hôm qua nó có cái nhịp nó test về quanh đường mà A20, sau đó rút chân lên. Ngày hôm nay mặc dù coi trong phiên nó cũng kéo lên được vùng giá khoảng tầm là 39 nè, tức là vẫn vượt được 39, nó đang quay trở về cái vùng đỉnh này nè anh chị. Sau đó gặp áp lực cung và chốt lời lại. Và nó vẫn giữ được trên mức giá khoảng tầm 38, thì Đông đánh giá mà cổ phiếu này vẫn có lực cầu đỡ tương đối tốt ha. Đây là hành động chung của tổ chức, họ chủ đích ra để mà họ đỡ. Nếu như nhà đầu cơ mà đẩy giá lên, thì rõ ràng trong những cái phiên T cộng này rất khó để mà giữ giá. Là bởi vì là tổ chức người ta vẫn cùng bán trong những cái nhịp này, thì khi mà giảm xuống họ sẽ không nhất thiết là họ phải đỡ lại ngay. Tại vì nếu như trường hợp đặt cái vấn đề là tổ chức họ bán trên vùng giá này đi, thì cái vùng giá nào họ hấp thụ là hợp lý thì Đông đánh giá phải về tới 36 họ mới nên hấp thụ lại. Còn nếu như thật sự ra là họ không bán và họ vẫn đang là một trong những cái động lực chính để đẩy giá lên thì họ sẽ muốn giữ giá, và nhà đầu tư cá nhân chốt lời thì rõ ràng cái lượng nó không quá lớn. Nên Đông đánh giá là nó giữ được 38 là tương đối tốt rồi. Tiếp theo mình xem tiếp VND anh chị ha. Đây, cái mà cổ phiếu chứng khoán thì tương đối là giống nhau, nó cũng đều giữ được chen. VND thì vẫn đang trên được cái đường MA 200, chưa có xuống là quay trở lại test cái đường giá này thì tương đối tốt. Đó là SSI.
SSI thì sau hai phiên tăng thì cũng đã có hai cái nhịp giảm điểm lại. Mức giảm ngày hôm nay nó bắt đầu đã phạm vào 50% cái kênh đánh giảm trước đó. Nhiều anh chị bảo rằng là SSI đoạn này đánh khá là chán, tại vì SSI là nó chưa thủng MA200 mà anh chị. Nó vẫn giữ trên MA200 nên là cái dòng tiền đầu cơ đó, với là nhưng mà cổ phiếu này nó không quá hấp dẫn. Là bởi vì á, là tâm lý chung của nhà đầu tư bây giờ muốn mua là muốn mua những cái đồ rẻ. Mua đồ rẻ không phải là để họ muốn lời nhiều. Nhưng trước mắt mua đồ rẻ, thị trường hợp thị trường có xấu thì nó đã rẻ rồi thì nó sẽ khó rẻ hơn nữa. Còn cái gì mà nó chưa rẻ, những cái gì mà nó chưa giảm thì nó sẽ giảm nhiều hơn nữa. Nên đó là tâm lý của dòng tiền mà nó khiến cho nhiều mã cổ phiếu chưa chỉnh nó lại không hấp dẫn trong giai đoạn này. Nhưng mà đồng bộ đánh giá thì SSI ngày hôm nay thì cũng không gọi là quá xấu, giữ được trên 28 là tương đối tốt rồi. Cho nên là cái yếu tố đầu tiên mà đồng đánh giá với anh chị rằng là cái việc mà dự báo xu hướng này của các mã cổ phiếu dẫn dắt nó vẫn đang tiếp diễn khá là tốt và chưa có một cái tín hiệu nào gọi là đuối đối với là cái nhóm này hết. Tại vì nếu thực sự gọi là đuối thì cái khối lượng bán nó phải ngày hôm nay là nó phải rất là lớn và nó phải có dấu hiệu là nó phải tác động rất là nhiều vào những cái cây nến tăng trước đó. Nhưng mà nhìn những mã cổ phiếu khỏe như Visa anh chị thấy nè, nó còn chưa test về đường mà A20 nữa thì rõ ràng là mã cổ phiếu này đang rất là khỏe. Tiếp theo chúng ta sẽ giải quyết câu chuyện của mã cổ phiếu trụ. Đây là cái mà Đông muốn nhắc với anh chị nhiều trong ngày hôm nay. Ngày hôm qua thị trường chúng ta tăng cũng vì cái nhóm này và ngày hôm nay thị trường chúng ta cũng giảm vì cái nhóm này. Vì các cái mã cổ phiếu trụ có một cái yếu tố ảnh hưởng trong cái vốn hóa khá là lớn thì Đông cũng đã giới thiệu anh chị trong đầu ngày đó. Chị xem nè, đó mấy cổ phiếu này nè, nó ảnh hưởng tương đối nhiều. Thì anh sẽ cùng nhau điểm qua xem một số cái mã cổ phiếu nào mà nó ảnh hưởng nhiều anh chị ha. Mã cổ phiếu VRE nè, đó, ngày hôm nay nè. VRE với cái phiên giảm ngày hôm nay thì nó đã phủ định cái phiên ngày 3 tháng 11 rồi. À, phủ định phiên ngày 3 tháng 1, tức là những ai mà đu phiên ngày 3 tháng 11 thì phiên ngày hôm nay về là đã lỗ. Anh chị nào mà đu trần thì phiên hôm nay về là anh chị lỗ cũng khoảng tầm là 4-5%. Còn anh chị nào mà chúng ta mua được giá tốt thì ngày mai chúng ta cũng hòa vốn. Nhưng mà đa số là chúng ta cũng đều lỗ. Tại rất khó mà chúng ta mua được quanh những cái vùng giá tốt. Cho nên là quan điểm của Đông thì khả năng là những cái mà cổ phiếu trụ thì nó cũng đã làm cho nhiều anh chị nhà đầu cơ của chúng ta tham gia vào thì cũng đã lỗ. Nên là cái tâm lý những cái mà cổ phiếu trụ mà anh chị lỗ sẽ rất là khó tạo cái tâm lý cầu trong giai đoạn ngắn hạn. Chúng ta sẽ xem tiếp nè, Vinhome. Vinhome thì ngày hôm qua không giảm, vẫn giữ giá khá là tốt. Ngày hôm nay giảm, phủ định là cái phiên ngày 3 tháng 11. Nhưng nó vẫn giữ được tốt trong cái nhịp ngày 2. Giữ được tốt trong cái nhịp ngày 2 tháng 11. Nhưng mà nó cũng giống như VRE, nó đang phủ định lại phiên ngày 3 tháng 11. Tức là ai mà đu mua những mà cổ phiếu này cho ngày 3 tháng 11 là cũng đều lỗ hết. Tiếp theo là Masan. Masan này nó cũng phủ định luôn ngày 3 tháng 11 rồi. Thì cho thấy rằng là các cái mã cổ phiếu chủ vốn hóa lớn giảm mạnh chưa đạt được sự kỳ vọng của nhà đầu cơ. Nên trong bối cảnh ngắn hạn, dòng tiền sẽ rất là khó tìm tới cái nhóm này trong cái cơ hội sắp tới của thị trường. Nhưng một cái điều mà tích cực để mà chúng ta có thể nhìn nhận, anh chị thấy được rằng là các cái mã cổ phiếu ngày hôm qua tăng tốt trong nhóm chủ, nó không phải là các mã cổ phiếu này, mà là các mã cổ phiếu thuộc trong nhóm ngân hàng. Nên nhóm ngân hàng ngày hôm nay Đông thấy là vẫn giữ biên độ rất là tốt, anh chị thấy nè. Liên Việt ngày hôm qua thì tăng nhẹ, tăng 1%, ngày hôm nay vẫn tiếp tục tăng. Các mã cổ phiếu ngày hôm qua Đông nhớ là tăng mạnh như là các mã cổ phiếu như là Techcombank hay là VPBank nè. Mình xem VPBank cái. Đây. VPBank ngày hôm nay thì cũng đã có một cái nhịp rung lắc điều chỉnh trở lại. Nhưng mà mức khối lượng ngày mai cũng tương đối thấp và cũng không có điều chỉnh quá sâu vô cái vùng tăng điểm trước đó, cũng như là cái cây nến này là nó chưa phạm vô 50%. Và ngày hôm nay thì cũng điều chỉnh khá là nhẹ. Khối ngoại thì vẫn bán VPBank khoảng tầm là 700.000 cổ. Nói chung là mức giảm điểm này Đông đánh giá vẫn ổn. MBBank anh chị thấy nè, ngày hôm qua tăng nè, ngày hôm nay thì có một cái nhịp test về quanh đường mà A20, sau đó có những cái nhịp rút chân lên, cho thấy rằng là lực cầu cũng đang duy trì tương đối tốt đối với lại các mã cổ phiếu này. Thanh khoản ngày hôm nay thấp thì Đông đánh giá là do cái lượng nhà đầu cơ, những cái lượng mà tham gia mua vùng đáy á, là họ chốt lời dần thôi. Chứ còn thật ra nếu mà tổ chức mà họ đánh phân phối thì giai đoạn này thực ra rất khó phân phối. Tại vì là tâm lý chung của anh chị đang rất là phân vân mà. Thì nếu như mà họ không là những cái động lực đỡ thì chắc chắn là cổ phiếu là nó sẽ rơi rất là mạnh. Nên là nếu mà chúng ta nhìn vào thanh khoản như này mà chúng ta bảo là tổ chức phân phối thì nó không hợp lý anh chị ha. Đó là ngày hôm nay thì nhóm ngân hàng đang đánh giá chung là đang test cung rất là tốt. Như VIP anh chị thấy nè, bắt đầu là nó đã hình, bắt đầu những mặt cổ phiếu này là nó khỏe hơn so với thị trường chung. Nó hình thành trên trước, nó giống như cái nhịp của các mặt cổ phiếu trong nhóm bất động sản á. Thì ngày hôm nay nó cũng chỉ test nhẹ về thôi. Ngày hôm nay cổ phiếu VIP đã có nỗ lực đóng cửa bằng cái đường MA 200. Mặc dù trong lúc trong phiên nè anh chị thấy nè, lúc trong phiên sáng anh chị, cái này khả năng là nó có một cái khoảng chống giá rồi, cho nên đánh giá cũng không phải nhiều. Mình xem giá là mình đây nè. Đây có một cái khoảng chống giá thôi anh chị. Còn ngày hôm nay cổ phiếu nó vẫn đỡ rất mạnh qua cái vùng 18.7, tức là lực cầu đang đỡ trên vùng giá mà 200 rương tương đối là tốt ha. Mình xem Techcombank nè, đó. Techcombank từ khi nó tăng lên nè, kể cả anh chị có mua chừng phiên ngày 3 tháng 1 thì phiên ngày hôm nay anh chị về anh chị cũng chỉ lỗ nhẹ thôi, không lỗ quá nhiều.
Và đặc biệt anh chị nào mà chúng ta mua ngày 2 tháng 11, cái ngày mà nhiều cổ phiếu tăng á, anh chị có đu vào mua, thì ngày hôm nay về các cổ phiếu ngân hàng anh chị vẫn có lãi. Nếu anh chị có mua cao nhất ngày đi, về đây anh chị cũng có lãi 3,5%. Tức là nhóm ngân hàng tại vẫn đang duy trì được một cái dòng tiền đầu cơ tương đối tốt, anh chị thấy nè. Đó, và cổ phiếu này nó vẫn duy trì khá là tốt nè. OCB nè. OCB ngày hôm nay giảm về quanh đường MA, đường MA 50, sau đó cũng có một cái nhịp rút chân nhẹ lên, khối lượng này tương đối thấp. MSB thì hôm nay như thế nào? MSB thì nếu như mức giảm ngày hôm nay thì nó bắt đầu đã quay trở về phiên ngày 2 tháng 11. Tức là anh chị nào mà có đu mua à, giá cao nhất ngày 2 tháng 11 thì bắt đầu đã có những cái nhịp điều chỉnh và lỗ trở lại. Nhưng mà đánh giá chung thì đây là mà cổ phiếu nó đánh khá là rác. Khi mà nó rũ bỏ xong thì nó tăng rất là mạnh và nó cũng rũ lại cũng tương đối nhiều. Và đồng đánh giá là cái nhịp rũ cuối cùng, anh chị thấy nè, cả một cái phiên sáng cổ phiếu nó giữ rất là tốt trên vùng 13.1, nhưng bắt đầu vào phiên chiều cũng như là vào ATC thì cổ phiếu nó bị bán tương đối là mạnh, bán khoảng tầm 533-700 cổ. Thì với cái quan điểm của mình khi mình đánh, nhưng mà cổ phiếu này mình cũng quan sát MB trong một khoảng thời gian khá là nhiều, thì đây là mã cổ phiếu không muốn đỡ vào ATC. Thường mà Đông thấy là mà cổ phiếu này khi mà nó giảm mà anh chị cố gắng anh chị bán là tổ chức là người ta sẽ không cân, nhưng mà qua phiên hôm sau nó sẽ dễ có những hiện tượng là nó trả điểm. Nên nếu như mà tối nay không có những cái biến động quá xấu thì Đông đánh giá MSB ngày mai mở cửa nó sẽ mở cửa trên cái mức giá MA 200 này. Anh chị có thể là xem ha, khả năng là nó sẽ mở cửa trên mức giá khoảng tầm là 13. Đánh giá chung về nhóm chủ thì các mã cổ phiếu trong nhóm động lực giảm điểm trước đó, mặc dù đã có những yếu tố cân bằng nhưng mà trong những cái phiên gần đây thì không tạo được yếu tố về cầu, bởi vì các mã cổ phiếu này nó đã giảm quá mạnh trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nên là khi bắt đầu trở về quanh những cái vùng giá này thì những nhà đầu tư anh chị, những nhà đầu tư mà là người ta mua các vùng giá cao mà người ta chưa bán kịp ngay cái phiên 26 tháng 10 á, thì người ta cũng chấp nhận để người ta bán. Tại vì đây là những mã cổ phiếu có tiền lớn tham gia. Tiền lớn nó sẽ có những cái hành vi khác với lại dòng tiền nhỏ của nhà đầu tư. Dòng tiền nhỏ của nhà đầu tư cá nhân. Bởi vì á, dòng tiền lớn họ quan trọng cái việc quản trị rủi ro lắm, và khi bắt đầu họ thấy cổ phiếu không còn lên nữa thì đa số những dòng tiền này họ sẽ chấp nhận là bán để họ chuyển đổi những cái cơ hội khác. Và dòng tiền này khi mà bán ra và thối lui ra thì cách bán của họ vô cùng dứt khoát. Và không biết rằng là ở đây có một số anh chị nào chúng ta có đầu cơ đầu tư các mã cổ phiếu này không, nhưng mà quan điểm Đông là Đông đánh giá các mã cổ phiếu này nó sẽ rất là khó tăng trong khoảng thời gian sắp tới, là bởi vì nó đã làm mất đi cái sự kỳ vọng đối với lại những cái nhà đầu tư chung và dài hạn cho những cái mã cổ phiếu này trong một quá trình mà nó giảm mạnh như thế này. Nên là anh chị sẽ lưu ý, nhưng mà cổ phiếu này nó sẽ đi sideways là chính, chứ nó sẽ không là những cái động lực tăng mạnh cho thị trường sắp tới. Nên chắc chắn là cái họ Vingroup nó sẽ gặp tương đối nhiều cái vấn đề khó khăn ha. Nhưng mà cổ phiếu khỏe như Vinamilk anh chị thấy nè. Đó. Mà cổ phiếu này bắt đầu nó đã tạo được cái sự cân bằng rồi. Nó đã tạo được cái vùng cầu cân bằng, tức là trong những cái nhịp giảm này nó đến từ là gì, nó đến từ sự hoảng loạn chung của thị trường, nhưng khi mà nó cân bằng lại thì bắt đầu nó đã hình thành được chen ở đây rồi, hình thành được một cái vùng cân bằng trước cái vùng tạo đáy trước đó, thì đây là mã cổ phiếu là nó đã tạo đáy thành công nè. Còn để xác định mà Vinamilk nó quay trở lại chen thì nó phải đánh lên cái vùng giá khoảng tầm là 72 anh chị ha. Nhưng mà những mã cổ phiếu chủ khác thì đâu đánh giá ngày mà nó vẫn tương đối ổn nè, như con FPT nè, thị trường xấu thì nó cũng giảm nhưng bắt đầu nó đã hình thành khỏe lại đây rồi. NAB thì bắt đầu cũng đã cân bằng rồi. Thực ra ngày hôm nay chỉ có vấn đề đến từ họ nhà Vingroup và mà cổ phiếu Masan thôi. Còn hầu như các mã cổ phiếu khác thì nó cũng đều ổn. Nên là cái yếu tố trụ thì Đông đánh giá là ngày hôm nay cũng tạm được, không 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 được một điểm tròn, nó chỉ được khoảng tầm là 0.5 điểm thôi, này 0.5 điểm thôi. Rồi cái này thì mình vẫn là một điểm. Tiếp tục ha, mình sẽ đi qua phần các mã cổ phiếu yếu hơn so với lại thị trường chung. HAH anh chị sẽ xem mã cổ phiếu này. Đây là mã cổ phiếu nó tương đối yếu và nó giảm sau cùng. Nó giảm sau cùng. Nên là những cái dòng tiền của nó anh chị thấy nè, là nó sẽ khác cái là những bất động sản là nó đã cân bằng trên MA 200 trong một thời gian và nó đã rớt rồi. Còn mã cổ phiếu này nó phải đợi tới ngày mà đồng thuận chung của thị trường thì nó mới kéo được. Nên đây là cái nhóm yếu hơn so với lại thị trường chung. Mà ngày hôm nay với lại những cái nhóm yếu hơn so với lại thị trường thì cái điểm mà Đông phân tích cho anh chị trong cái video hôm trước á, cái điểm mà mình đánh giá tại sao cái nhóm ngành này, Đông tắt cái này đi, cái nhóm ngành này là lại là cái nhóm ngành xác nhận xu hướng. Bởi vì cái nhóm ngành này trong cái phiên giao dịch ngày 2 tháng 11 á, đây là cái nhóm ngành chạy theo những cái nhóm ngành khỏe, nên chắc chắn sẽ có cơ số dòng tiền đầu cơ không mua được các mã cổ phiếu tốt, bắt đầu đi tìm kiếm những cái cơ hội chưa tăng giá. Nhưng mà rõ ràng hai cái phiên T cộng ngày hôm nay về của các cái nhóm yếu á, như HAH á, thì nó vẫn test cung rất là thành công.
cho thấy rằng là cái dòng tiền xác nhận cuối cùng này của thị trường hiện tại bây giờ nó vẫn đang rất là ổn, và nó chưa có một cái vấn đề là gì, chưa có vấn đề là dòng tiền tổ chức của nhóm này nó rút ra ngoài thị trường, nên Đông vẫn đánh giá là cái nhóm này vẫn còn tương đối khỏe. Tiếp tục mình xem một số các cổ phiếu để mình thấy cái vấn đề khách quan ha, như là VOS anh chị thấy nè, nó không khỏe như con HKH nhưng mà hiện tại nó vẫn đã cân bằng được quanh cái vùng giá này rồi, và nó không có những cái nhịp là rung lắc và điều chỉnh quá mạnh, cũng như là ngày hôm qua giảm thì khối lượng tương đối thấp, ngày hôm nay thì cũng đã có cái sự nỗ lực phục hồi nhẹ. Tiếp tục mình xem nhóm thủy sản anh chị ha, ANV đây. Đó, nó cũng tương tự giống H, anh chị thấy không ạ? Nó đã gãy đường mà A200 nè. Rồi thị trường bắt đầu khoan thì nó tiếp tục mà nó giảm điểm rất là mạnh. Để nói rằng đây là nhóm bị bán rất là mạnh trong cái thời gian vừa qua. Nhưng mà sau khi nó bắt đầu nó tạo cân bằng được thì nó cũng đã thiết lập được một cái vùng đi ngang. Có nghĩa là những anh chị nào mà chúng ta mua ngày 2 tháng 11 chúng ta có đu trần ngày hôm nay về chúng ta vẫn không lỗ. Tức là nó vẫn giữ được cái tâm lý chung của nhà đầu cơ trong giai đoạn hiện tại. Vĩnh Hoàng anh chị cũng thấy nè, anh chị có đu mua thì hiện tại ngày hôm nay anh chị cũng không lỗ. Nói chung là vẫn quanh là hòa vốn. Tiếp tục mình xem những cái nhóm mà nó giảm sâu nè, tiếp tục như là Đạm Cà Mau anh chị thấy không ạ? Đạm Cà Mau nè, thì nó cũng đã thiết lập được một cái vùng cân bằng, nó đã tích lũy được trên cái vùng gáp mở ra trong ngày 26 tháng 10 rồi. Đây là một cái động thái rất là tốt ha. Đạm Phú Mỹ nha. Đạm Phú Mỹ thì nó không quay trở về cái vùng gáp mà nó mở ra. Tức là phiên ngày hôm nay nó cũng quay trở về gáp nhưng nó đã có động thái rút chân lên. Rồi tiếp tục mình xem tiếp anh chị ha. Nhóm xây dựng thì trừ CTD ra anh chị. CTD thì nó cạn cung thì nó kéo, nó tương đối là quá khỏe rồi. Cái đó là một cái trường hợp khác mà nó có đánh giá cho cái trong trường hợp này. Đây mà cổ phiếu BC1 khi nó gãy MA200 nè, nó thủng về đây nè. Thì trong cái quá trình tăng giá lên từ ngày 2 tháng 1 cho tới hiện tại bây giờ, anh chị có mua chừng ngày 2 tháng 11, ngày hôm qua anh chị về hàng anh chị vẫn lãi, hoặc thậm chí anh chị kiên nhẫn nắm nốt luôn ngày hôm nay thì mức lãi của anh chị khoảng tầm là 4%. Đấy, 4%, 5% luôn chứ. À 4-5% tương đối tốt anh chị ha. Nói chung là những cái dòng tiền cuối cùng của thị trường nè. Anh chị thấy nè, đó, nó vẫn tạo được vùng cân bằng trên đây. Tiếp tục mình xem FCN nè. Đây là một cổ phiếu tương đối yếu nè, nó cũng không phải là cái dạng tốt, không dạng quá mạnh nè, nhưng nó cũng không có rung lắc điều chỉnh nữa. Chứng tỏ là gì? Những cái nhóm này là nó đã giảm tới một cái mức đủ rồi. Và nó đã có những yếu tố phục hồi và cân bằng trở lại, và nó không có dấu hiệu để dòng tiền rút ra. Cho nên rằng là những anh chị nào mà chúng ta đánh đầu cơ chúng ta cũng đã chốt lãi được rồi. Và bây giờ bắt đầu cổ phiếu nó đi vào một cái xu hướng là gì? Tái tích lũy và cân bằng trở lại trước khi có những cái xu hướng mới. Nên là quan điểm của Đông về cái việc mình chia sẻ cho anh chị thì cái này mình cũng đánh giá là một điểm. Tức là bây giờ cái vấn đề của chúng ta đó chính là gì? Là những cái nhóm trụ, đặc biệt là các mã cổ phiếu trong VinGroup, các mã cổ phiếu Masan hiện tại vẫn đang gặp vấn đề, nên nó làm ảnh hưởng cái này. Nó sẽ khó khăn cho cái vấn đề là gì? Là đẩy cái mức chỉ số lên. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn một cách tích cực hơn thì các cái mã cổ phiếu này khi mà bắt đầu nó đã tiếp tục mà nó tạo đáy như thế này thì chắc chắn sẽ có cái dòng tiền đầu cơ người ta tham gia vào. Ví như câu chuyện của VDN thì thấy đi. Đây VDN đi. Nếu mà trường hợp đây mà nó tạo được cân bằng thấp quanh cái vùng giá này đi. Đó, tạo hết vùng giá này thì nó cũng tạo được một cái mẫu hình hai đáy ở đây. Nhưng mà thật ra thì Đông lại không thích mẫu hình hai đáy cho lắm, bởi vì cho đang tại mình vẫn đánh giá theo một chiều hướng là tăng điểm của sự nghi ngờ. Nhưng mà nói để cho anh chị thấy rằng á, là đây là những mã cổ phiếu mà nó chiết khấu trong ngày hôm nay, cũng như đây là các mã cổ phiếu được đánh giá nếu như anh chị xét về nội tại nha. Nếu mà anh chị xét về nội tại thì rõ ràng VRE ở quanh vùng giá này là vô cùng hấp dẫn đối với lại nhà đầu tư. Đây là những mã cổ phiếu mà là nó có nền tảng anh chị, nó có nền tảng. Cho nên rằng là những mã cổ phiếu này nó sẽ rất khó trong quá trình là nó sẽ giảm sâu nữa. Cho nên khi về vùng giá này thì Đông đánh giá ngày hôm nay thì cũng nhiều anh chị nhắn tin cho Đông là VRE giá quanh 23 có bắt được không em? Tại vì giai đoạn vừa qua là họ thấy nó có những có nhịp hồi phục tốt nè. Nên đây là những cái mã cổ phiếu nó có cái dòng tiền đầu tư tương đối khỏe. Nên là cái độ rủi ro mà Đông đánh giá trong hiện tại bây giờ, cái câu chuyện của VinGroup nó đã được xử lý và đã được giải quyết rồi. Nên có thể là trong cái vấn đề ngắn hạn thì chắc chắn nó sẽ khó nuôi được cái dòng tiền đầu cơ. Bởi vì họ thấy quá rẻ, họ mua bây giờ họ có lời thì họ chốt. Nhưng mà nó sẽ bắt đầu cân bằng trên vùng giá khoảng tầm là 23. Vinhome nó cũng tương tự giống như vậy thôi anh chị. Các mã cổ phiếu này là nó tạo ra dòng tiền và nó thật sự là nó tốt, chứ không phải là nó gặp rủi ro vấn đề về doanh nghiệp. Chỉ là do cái câu chuyện của VinGroup nên nó ảnh hưởng lan qua thôi. Nên mình giá là chắc chắn nhưng mà cổ phiếu này nó sẽ có dòng tiền đầu tư. Và các mã cổ phiếu nó đã có nền tảng có dòng tiền đầu tư thì rõ ràng nó sẽ có một cái bệ đỡ rất là chắc chắn. Cho nên là cái quan điểm của Đông ngày hôm nay với cái mức chấm điểm này thì mình là 2.5. Nên là cái xu hướng mình chia sẻ cho anh chị trong ngày hôm nay về chỉ số chung á, mình vẫn giữ một cái quan điểm giống như cũ, là mình vẫn đánh giá cái kịch bản mà thị trường chung tái tích lũy trên cái vùng giá này và tăng lên cái vùng giá 150 vẫn là 95% anh chị ha. Còn cái kịch bản backup, trường hợp nếu nó có giảm về đây thì anh chị lưu ý với Đông ha. Giảm nhanh thì phải bật lại nhanh, xem đây là một nhịp gì? Một nhịp quá đau. Còn trường hợp giảm về đây bắt đầu tạo ra nhiều cái điểm mua đi sideways cho anh chị
Đây là cái vùng tái phân phối, thì lúc này chúng ta phải cần những cái yếu tố quyết liệt hơn cho vấn đề là chúng ta quản lý danh mục anh chị ha. Và video của Đông cho tới ngày hôm nay là đến đây là kết thúc, và cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đồng hành cùng với Đông trong khoảng thời gian video ngày hôm nay. Và nếu như anh chị cảm thấy video hay cũng như hữu ích thì cả nhà cũng hãy ủng hộ cho Đông bằng cách nhấp vào cái nút like ở phía bên dưới cái video này ha. Và Đông xin phép chào tạm biệt anh chị, cũng như là chúc anh chị ngày mai sẽ là một ngày giao dịch thành công và thắng lợi.